tại anh Điền đang có mặt ở trên con đường tỉnh lộ 329. Đây là xã Hòa Hội anh chị. Thì con đường tỉnh lộ 329 này hướng mình đang đi đó là đi vào xã Hòa Hiệp, cũng như là đi vòng ra được xã Bình Châu anh chị, biển du lịch Bình Châu đó. Đường này thì khúc trên này và khúc đằng sau đã mở rộng rồi, mở rộng khoảng 20 mét đó chị, 4 làn đường. Còn cái chỗ này thì chưa giải phóng mặt bằng nên là chưa có làm lại ha. Đây anh chị thấy nè, đường giao thông lưu thông rất là tấp nập luôn, rất là nhiều. Đây chợ ha, chợ và quán cơm này, quán cơm rồi trà sữa, quầy thuốc tây, trường học, đầy đủ mọi thứ luôn, có cả ăn vặt và tiện nghi đầy đủ luôn anh chị. Và em Điền cũng xin phép được giới thiệu cô chú anh chị một cái mảnh đất mà cách cái tỉnh lộ này khoảng là 3 cây số thôi anh chị, hơn 1.000 mét vuông, một mảnh đất vườn mà giá chỉ có là 660 triệu thôi anh chị đó. Anh chị có thể thấy nè, trước này đường hồi nãy mình đi thì chưa mở rộng, tới khúc này mở rộng rồi nè, cái khúc kia chưa định bù xong anh chị nên là chưa mở rộng ha. Đó. Đây hiện tại em Điền thì đang ở chỗ này là chỗ cầu 3 xã Hòa Hội anh chị. Anh chị nào mà hay về Xuyên Mộc thì nói tới cầu 3 thì cũng không có xa lạ gì đâu ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ từ tỉnh lộ 329 này, em Điền sẽ đi vào phía bên trong cái đất của mình ha. Rồi bây giờ mời cô chú chị theo chân em Điền. Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì trước tiên thì em Điền cũng chúc cho cô chú chị thật nhiều sức khỏe và có một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc bên gia đình. Rồi anh chị, đây là cái mặt tiền đường nè, đường là đường liên xã anh chị ha. Đó, cái hướng này là đi ra cái chỗ mà tỉnh lộ 329 đó anh chị, khoảng đâu đó là 2 cây rưỡi là đi ra được tỉnh lộ 329 ha. Đó là xã Hòa Hội anh chị ha. Hiện tại em đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó. Và hướng ngược lại, mình đi khoảng 3 cây số là mình qua tới xã Bình Châu anh chị ha. Đường này đường liên xã này. Mình đi Bình Châu cũng được mà đi đồi cụ Bưng Riền cũng được nha. Đó. Đó. Nói chung là đường thông thương hết. Thì cái lô đất mà em Điền muốn giới thiệu là có 36 mét mặt tiền. Đó, sâu 36, hơn 1.000 mét vuông, tổng diện tích là hơn 1.000 mét vuông, bán chỉ có là 660 triệu anh chị, rất là rẻ luôn. Và tất nhiên thì giá này thì không phải là mặt tiền đường này rồi, mặt tiền đường này thì đi từ cái đường này nè, đi vào khoảng vài trăm mét mới tới đất mình nha, chứ nói chung là mặt tiền đường này thì rẻ quá rẻ rồi. Nói chung bây giờ mình đi đường hiện hữu là khoảng vài trăm mét, nhưng mà mình đứng đầu kia chỗ anh Trắng Trắng mới chạy đó, đó đầu đầu Trắng Trắng thấy không, đó đứng ngay khúc đó mà mình nhìn thẳng vô luôn là mình thấy đất mình luôn anh chị. Nói chung là đi đường hiện hữu thì hơi vòng vèo chút xíu thôi. Mảnh đất này là ở khu dân cư luôn nha chị, mà giá cực rẻ luôn đó. Anh chị nào mà có cái tài chính mà phải khoảng vài trăm triệu thì nên xem hết clip của em Điền nha, em sẽ quay cái lô đất này cho cô chú chị mình xem ha. Đó, lô đất rất là rẻ luôn. Rồi xin mời anh chị. Xung quanh thì có vài nhà dân ở hiện hữu đó anh chị. Hiện tại đường mình thì mặt tiền đường đá thôi, đường hiện hữu. Tại do đường này dân ít đi á nên là đường cỏ mọc hơi nhiều. Trước đó thì những cái đám tràm này thì lúc mà tới cái mùa thu hoạch á thì người ta sẽ đi đường này nhiều ha, đi thông luôn, đường này thông luôn nha, hiện hữu đã thông đó. Thì trong quá trình mà để tràm lớn lên mà thu mua đó thì ít đi lại nên là đường cỏ mọc hơi nhiều. Nói chung là đường ô tô anh chị, đường rất là rộng, khoảng hơn 6 mét nha. Đó, ranh từ đây qua này nè, đó là đây là đường này, đây là đường hiện hữu nha. Đây chị, đây em sẽ giới thiệu tới cô chú chị này. Cái mảnh đất này ha, có diện tích là 6 mét mặt tiền đường đá hiện hữu. Đó. Nhấn mạnh luôn, đường đá hiện hữu. Có trên sổ luôn. Từ
ranh này ha, đi sâu vào đây. Bên này thì cạch này hơi ngắn chút xíu, sâu vào 17 thôi. Đó. Và kéo dài đằng hậu mình á, kéo dài là 40 mét. Đó, là nở hậu luôn rồi đó. À, và bên đây thì trên mặt tiền thì được 36 mét anh chị. Giờ em để sẽ đi qua bên này, cái ranh bên này ha. Nói chung là khu vực xung quanh thì đa số ở đây thì trồng tràm, và bên này thì trồng nhãn ha. À, chung là làm vườn thôi. À, mảnh đất vườn. À, cái chỗ này thì ra biển Hồ Tràm cũng không có gần đâu anh chị, khoảng đâu đó là 20 cây, còn ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ thì đâu đó là 15 cây anh chị. Đó, qua đây thì tranh móc rõ ràng ha. Từ đây này kéo lui thẳng cái cột trắng đó là 36 mét anh chị, 36 mét. Hiện tại thì đất mình thì là đất trống thôi, trước là đất này trồng tràm đó anh chị. Hả? Cũng là trồng tràm thôi. Đây có mấy cái rãnh làm tạo mương nước để cho tràm này đó. Đó, đất trống thôi. Nói chung là đất này thì rất là màu mỡ anh chị, rất là tốt luôn. À, tốt. Ở phía sau thì đang ươm những cây tràm mới ha. Ở ranh mình thì nói chung đất mình là đang đất trống, không có trồng trọt gì ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về cái bất động sản này thì khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi cao tốc anh chị. Và cái vị trí này thì đi qua biển Bình Châu cũng gần, khoảng đâu đó là 10 cây số đổ lại thôi. Đi ra đường liên xã này ha, vài trăm mét là ra rồi, mình đi vài trăm mét là ra tới đường liên xã rồi. Để anh chị có thể thấy này, đó ngoài kia có cái đây mấy cục điện ba pha này, mấy cục điện ba pha của ngoài đó thấy không, đó chị thấy này. Đó, cục điện này. Đó là ngoài đó là đường liên xã rồi đó chị. Cũng rất là gần, cũng không xa. Em nói, em Điền cũng có nói là đứng từ ngoài đó mà nhìn vào đây thì cũng sẽ thấy được mình luôn. Đó, dân cư ở xung quanh anh thì chị thấy này. Hiện tại thì điện đài thì tới nơi rồi ha. Điện đài tới nơi rồi, còn nước thì tại vì nước cũng tương đối xa, khoảng 3 cây số mà. Đây là chưa, hiện tại chưa sử dụng nước máy anh chị. Nếu mà khu vực này khoan nước giếng thì vô tư, tại xung quanh đây thì có cái nguồn nước, có những cái con suối rất là lớn đó. Nên là khoan thì nước thì vui vui luôn anh chị. Tính ra thì quá rẻ anh chị, 36 mét mặt tiền đường này ha, mà chỉ có là 660 triệu thôi. Tính ra cái khu vực này mà bán, nếu mà bán mà theo hát nha, là tính là một sào là 500 triệu rồi đó. Một sào 500 triệu. Mà đây mình có một sào riêng luôn. Hả? Đất vườn một sào sổ riêng. Mà giá chỉ có 660 triệu thôi. Có thương lượng nữa, có chất lượng chút đỉnh giấy tờ. Nói chung là thời điểm này thì anh chị biết rồi. Kinh tế khó khăn rồi, rao bán thì cũng rao bán giá trị thực tế thôi, chứ cũng không có ảo đâu anh chị ha. Không có hô giá hết giá gì, giá này giá kẹt tiền đó. Đó, nó thực sự ra chủ cũng đang được gọi là kẹt tiền, nên là cũng bán rẻ hay lại cho cô chú chị mình. Đó, cô chú chị nào mà có tài chính thấp vài trăm triệu mà muốn mua một mảnh đất vườn ở dưới huyện Xuyên Mộc á, mua để đó hoặc là mua để sử dụng làm nhà vườn này kia, về trồng trọt, đào ao nuôi cá, rào lại nuôi gà ha, rào đất lại nuôi gà. Thì đây cái mảnh đất vườn nho nhỏ hơn 1.000 mét vuông, nhỏ thì cũng không nhỏ đâu, hơn 1.000 mét vuông đó chị. Mà giá chỉ có 660 triệu thôi, tính ra một mét ngang thì cũng không nhiêu hết trơn, có mấy chục triệu mét à. Dân cư hiền hữu nữa, thà như là chưa có dân em Điền không nói, đây là dân cư hiền hữu đó anh chị nè. Ở nhà dân ở nè, nhà dân ở xung quanh rồi, đâu có gì đâu. Đường thì thông. À, em cũng nói luôn nha, có cái đường mình á, tương lai sắp tới đây sẽ đổ nhựa nha anh chị. Đổ nhựa và thông ra, tại vì gần đất mình có một cái đường quy hoạch bên này ha. Đường quy hoạch này thông ra vòng xoay 911 đó, nói chung là ra ngoài ấp Việt Kiều. Đó, thông ra tỉnh lộ 329 và cũng như là
ngược ra đây thì thông ra thẳng biển Bình Châu luôn. Đó. À, tương lai sẽ đổ nhựa đường này rất là thông. Nói chung là em Điền nói có sách mách có chứng à. Có sao em Điền nói vậy chứ cũng không có nói đường này chuẩn bị đổ nhựa mà để cô chú chị mua. Thì hiện tại đường này là giá này là ok rồi, mà tương lai đổ nhựa nữa thì anh chị biết là giá trị nó sẽ khác ha. Đây là hiện tại là đang bán giá hiện tại chứ không phải là tương lai nha. Giá kẹt luôn chứ không phải là hiện tại nữa, kẹt luôn. Kẹt của vài năm trước luôn. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ với em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị đi xem thực tế cái bất động sản này. Cô chú cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em. Em Điền cảm ơn anh chị. Và hẹn cô chú chị gặp lại clip sau của em Điền nha. Xin chào.